Vâng, xin chào mừng các bác đã đến với chương trình chia sẻ kỹ thuật của công ty Thú Y Hà Thành ngày hôm nay. Và tôi là bác sĩ Thú Y Đỗ Tiến Đức. Rất vui được gặp lại các bác trong chuyên đề là bệnh niêm kết xương ở gà. Thưa các bác, nhắc bệnh niêm kết xương ở gà thì cũng là một bệnh rất là phổ biến ở trong chăn nuôi gà hiện nay, đúng không ạ? Hầu hết là các bác đã đều biết về bệnh này. Nhưng mà trong cái bệnh này, chúng tôi xin phép chia sẻ các bác là bệnh này nó sẽ có 3 thể. Chúng ta hay gặp là thể thần kinh này, thể hô hấp và thể nội tạng. Thì trong cái thể thần kinh thì chúng ta đã rõ rồi, nhưng trong thể hô hấp thì chúng ta có thể sẽ nhầm lẫn với bệnh CD hoặc bệnh IB ở gà. Hay trong cái thể nội tạng thì bác có thể sẽ nhầm lẫn với bệnh viêm rồi hệ tử hoặc bệnh cầu trùng. Đó, thì cụ thể cái sự nhầm lẫn này nó ở điểm nào thì chúng tôi sẽ đi từng phần một để chia sẻ các bác nắm rõ về cái bệnh này và cách xử lý khi bệnh nổ ra. Đầu tiên xin mời các bác chúng ta bắt đầu tìm hiểu về bệnh này trước. Trước khi chúng ta đi vào các triệu chứng như tôi vừa nói thì chúng ta sẽ đi vào phần tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh. Thì đặc điểm của bệnh niêm kết xương ở gà này, thì bệnh nguyên nhân gây bệnh ấy là bệnh truyền nhiễm lây lan do virus là có tên là paramyxo gây ra, và trên hầu nó xảy ra trên hầu hết các loại gia cầm. Mức độ lây lan của bệnh, tỷ lệ chết, triệu chứng và bệnh tích sẽ khác nhau phụ thuộc vào biến chủng của virus. Các triệu chứng lâm sàng và bệnh tích có thể chia làm 3 loại chính như tôi vừa trao đổi, đó là hướng nội tạng, hướng thần kinh và hướng hô hấp. Và nó lây truyền qua đường tiêu hóa, hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với phân của những con gà bị bệnh, dịch tiết của những con gà mắc bệnh, lây cho các con khỏe. Hoặc gián tiếp qua các phương tiện như dụng cụ, chăn nuôi, thức ăn, nước uống bị vấy nhiễm cái virus niêm kết xương này. Và virus có thể lây qua vỏ trứng từ gà nhiễm bệnh. Và bệnh xảy ra là với tất cả các thời điểm trong năm, đặc biệt là vào mùa lạnh và độ ẩm cao. Và thưa các bác, là triệu chứng ta có thể là quan sát thấy là gà có hiện tượng là phân xanh. Đấy, phân xanh và đôi khi có lẫn máu một chút các nhé. Đôi khi có lẫn máu một chút. Đó. Và phân là phân xanh. Và khi chúng ta nhấc con gà lên ấy, chúng ta sẽ thấy là có hiện tượng là trướng rìu, và chúng ta dốc con gà, con mỏ của con gà xuống, nó sẽ chảy nước ra miệng như này. Đấy. Là trường hợp này thì là hiện nay tôi sẽ đi thị trường là với cái triệu chứng này là ít gặp hơn rồi. Đó, thì chủ yếu là ở chăn nuôi ở các nông hộ nhỏ thì sẽ hay gặp trường hợp này hơn. Còn với các trang trại mà đã làm vaccine rồi ý, tốt rồi thì cái hiện tượng này sẽ ít gặp hơn. Hoặc các bác có thể quan sát con gà rất là ủ rũ. Đấy, các bác còn sát gà rất ủ rũ này. Đấy. Mặt có hiện tượng sưng lên này. Và đây là mời các bác xem một cái biểu hiện con gà bị niêm kết xương ở thể thần kinh đấy. Đấy. Nó không chỉ đạo được vận động của cái cổ của nó bác nhé. Nhìn nó ngoặt ngoẹo lung tung như này. Đấy, các bác quan sát này. Cổ không chỉ đạo được. Các bác quan sát những con gà mà đấy, nó đang uống nước mà nó ngẩng cổ lên đấy. Nó không chỉ đạo được cái thần kinh của nó các nhé. Đây là chính là thể thần kinh. Đó. Chúng ta mổ não là sẽ thấy có hiện tượng xuất huyết này, xuất huyết não. Đấy, và nó không chỉ đạo được cái thần kinh của nó. Đây, các bạn có thể quan sát, đây là phân trắng này. Đó. Đây là thể hô hấp này, các bạn có thể quan sát này. Cũng dướn cổ ngáp như CD nhé các nhé. Đó, dướn cổ ngáp. Đớp gió. Đấy, các bác có quan sát một số con rất là cù dù, nó sốt. Đấy, cù dù. Đấy, có dướn cổ ngáp từ thể hô hấp các nhé. Và đây là một cái video ở đàn gà đẻ bị niêm kết xương, các bác có quan sát đây. Chúng ta bác đập quả trứng ra nhé. Đập quả trứng ra. Thì các bác sẽ thấy là có hiện tượng là lòng trắng loãng và có dính một tí máu các nhé. Lòng trắng loãng này thì nó sẽ hai bệnh là giống, nó có hiện tượng này, đó là bệnh IB hô hấp và bệnh niêm kết xương đều có hiện tượng lòng trắng loãng này, lòng trắng loãng ra như này. Đấy,
Tuy nhiên ở IB nó sẽ không có vấy máu ở xung quanh cái lòng trắng lòng đâu nhé các bạn nhé. Còn Newcastle nó sẽ có hiện tượng là có một tí máu ở ở trong cái lòng trắng lòng đỏ này, nó có dây một tí máu. Còn IB là sẽ là lòng trắng thôi. Đó, và mức độ là cái độ loãng của Newcastle ấy, trứng con gà bị Newcastle nó sẽ loãng hơn cái trứng của con gà bị IB. Các bác cần lưu ý. Đấy là thể thể trứng loãng, thể thể lòng trắng loãng ấy, thì là Newcastle đấy là có sẽ hiện tượng là có tí máu, một tí máu và trứng méo mó các này. Đấy, chúng ta phải quan sát trứng méo mó. Đấy, trứng dị hình méo mó. Đấy, gà đẻ các bác có thể quan sát này, nó cũng có biểu hiện thần kinh này. Đấy, không chỉ đạo vận động được cái cổ của nó nhé. Cũng như ở gà con. Đấy, không chỉ đạo vận động, không chỉ đạo được cái cổ của nó luôn. Đấy, bác có quan sát, đấy, không chỉ đạo được. Đấy là gà đẻ bác nhé. Và với bệnh tích của gà ấy, với bệnh tích ấy, thì với những cái đàn gà mà chưa làm vaccine hoặc là vaccine chưa tốt thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện rất rõ rệt là xuất huyết đỏ rực các gai tuyến đây, là mề ở dạ dày tuyến bác nhé, xuất huyết đỏ rực các gai tuyến đây hoặc là các gai tuyến đây, hoặc cái đàn này nó có thể làm vaccine rồi nó sẽ xuất huyết ở các gai tuyến là nhỏ hơn, không biểu hiện rõ rệt như cái ảnh này. Và đây là cái đàn đã làm vaccine bác này, nó xuất huyết là các bác sẽ quan sát là xuất huyết rất là ít này. Đấy, nó chỉ là hơi hồng hồng cái gai thôi, nó không xuất huyết tràn lan như cái dạng mà đã chưa làm vaccine. Đấy, cái dạng đã làm vaccine rồi nó xuất huyết rất là ít, nó xuất huyết chỉ là một tí hồng hồng ở cái gai, chỉ hồng hồng thôi. Và cái gai có biểu hiện là sưng to hơn. Đấy, sưng to hơn các gai thông thường. Đấy là dạng chúng ta đã là gọi là lưu lưu ẩn đấy, lưu thể ẩn đấy. À, lưu thể ẩn là dạ dày tuyến đấy, thì nó sẽ dạng là thỉnh thoảng có một nốt lấm chấm đỏ ở gai thôi. Đấy, và chúng ta sẽ thấy là gai nó sưng lên, gai tuyến nó sưng lên. Và chúng ta lặn cái gai tuyến ra là sẽ có cái mủ, ít mủ trắng thôi nhé. Nếu mà các gai tuyến nó sưng như này thì chúng ta lặn cái tay đẩy, lấy hai tay chúng ta đẩy vào cái gai này sẽ có cái mủ trắng nó chảy ra. Đấy là người ta gọi là lưu thể ẩn. Đấy, chúng ta là khi làm vaccine rồi nó sẽ không biểu hiện rõ rệt, chúng ta gọi là lưu thể ẩn dạy tuyến. Hoặc là ở một thể, đấy là thể, đây là thể thể đường tiêu hóa không nhé, thì các bác sẽ hay bị nhầm lẫn với cái bệnh cầu trùng manh tràng như tôi đã trao đổi ở lúc đầu video đấy, thì nó sẽ có hiện tượng là xuất huyết ở ngã ba manh tràng như này, xuất huyết ở ngã ba này, xuất huyết ở cái u cục này. Thì phân biệt với cầu trùng như nào, thì cầu trùng nó chỉ xuất huyết ở ngã ba manh tràng thôi, và dọc từ ngã ba manh tràng xuống hậu môn nó không xuất huyết. Nhưng với bệnh Newcastle ấy thì ngoài việc xuất huyết từ ngã ba manh tràng ra, nó sẽ xuất huyết dọc từ cái ngã ba manh tràng xuống hậu môn như này. Đó, nó khác với cái bệnh cầu trùng đó nhé. Đây các bạn quan sát đây, đàn gà à, là ảnh một trang trại ở trên Vĩnh Phúc gửi về cho chúng tôi đây. Nó xuất huyết dọc từ ngã ba manh tràng xuống hậu môn đây. Đấy, xuất huyết đỏ rực đây, các bạn quan sát này. Hoặc đây. Đấy, nó xuất huyết đỏ rực xuống dưới hậu môn này. Đấy, cầu trùng nó sẽ không xuất huyết như ở chỗ này đâu nhé, nó chỉ xuất huyết ở chúng đúng là ba manh tràng thôi, cầu trùng manh tràng ấy. Cầu trùng manh tràng thì các bác sẽ mổ ra thấy hiện tượng phân sáp vàng, phân sáp đen ở trong manh tràng ấy đấy, và nó cũng sẽ xuất huyết ở cái ngã ba manh tràng đấy. Và khi chúng ta lấy tay đẩy từ trong hậu môn ra, chúng ta đẩy ra ngoài, chúng ta sẽ xuất huyết là cái vành hậu môn này, cái vành hậu môn này sẽ xuất huyết các bác nhé. Đó, đấy là Newcastle đấy. Đó, các bác thể đây là thể đường tiêu hóa bác nhé. Đấy, đây là cái thể đường tiêu hóa. Thì các bác phải quan sát là xuất huyết nó dọc từ các bác manh tràng. Nó xuất huyết dọc xuống hậu môn. Và vành hậu môn nó cũng xuất huyết như này. Đó, đẩy chúng ta đẩy tay từ bên trong ra qua lỗ hậu môn đẩy ra ngoài phía ngoài thì sẽ thấy là xuất huyết vành vòng tròn như này ở hậu môn. Và một cái thể nữa là thể lưu thể ruột. Đấy, các bác sẽ rất hay nhầm lẫn với cả bệnh viêm ruột hại tử ở gà hoặc bệnh E. coli. Thì lưu ý như sau. Với lưu thể ruột ấy thì nó sẽ có hiện tượng loét hình cúc áo như này và lõm xuống xuống dưới bác nhé. Loét dạng hình cúc áo, hình tròn cúc áo ấy, nhưng mà lại lõm dưới. Với viêm ruột hại tử nó sẽ lồi lên trên. Vết loét này sẽ lồi lên. Nhưng mà lưu thể ruột ấy thì nó sẽ lõm xuống. Đấy, các bác cần phân biệt với bệnh viêm ruột hại tử như vậy.
Và có thể là hô hấp hay ở mí mắt này thì bác sẽ thấy gần giống với ILT. Thì cần phân biệt như nào? Thì cái xuất huyết ở mí mắt ở các bệnh liên quan sơn ấy, thì nó xuất huyết thành vòng tròn như này, vòng tròn mí mắt này. Còn ILT nó xuất huyết thành dạng vệt này, như kiểu cái hình trăng lưỡi liềm ấy. Đấy là xuất huyết kiểu dạng trăng lưỡi liềm ấy bác nhé, hình lưỡi liềm. Đấy là ILT là hình là xuất huyết hình lưỡi liềm. Còn xuất huyết ở mí mắt ở bệnh liên quan sơn này sẽ là vòng tròn như này. Đó. Hoặc ở gà đẻ chúng ta có thể xuất thấy xuất hiện các nang trứng nó xung huyết và hình dạng cỏ bí như này. Và có thể hô hấp nữa chúng ta hay nhầm lẫn với cái CD hay là IB, đấy, nó cũng có biểu hiện là hen, thậm chí là hen khẹt hoặc là hen hen ngáp đớp gió. Đấy, như các bác vừa xem cái video cái clip nãy đấy, nó hiện tượng giếng cổ đớp khí hoặc có hiện tượng khoẹt, đấy gần giống CD. Thì bác cần phân biệt thế nào? Với IB ấy, thì nó sẽ xuất huyết đỏ rực hết toàn bộ khí quản, chứ nó không có cái điểm không có kiểu xuất huyết như ở leukocyte này, xuất huyết thành thành từng đám này. Đấy, leukocyte xuất huyết thành thành từng đám. Và CD ấy, nó không xuất hiện thành đám mà nó chỉ xuất huyết vạch vạch kẻ thôi, dạng vạch kẻ ngang này. Đấy, CD mà hen lâu ngày ấy, hen khẹt lâu ngày nó sẽ xuất huyết ở cái dạng khí quản, nhưng nó xuất huyết dọc như này thành từng vệt này. Đấy, vệt rõ ràng như này luôn. Còn ở leukocyte nó xuất huyết thành thành từng đám này các bác nhé, từng đám từng điểm như này. Đấy, để chúng ta phân biệt giữa xuất huyết ở khí quản là giữa CD với IB. Hoặc ILT thì nó sẽ xuất huyết dạng lấm chấm đỏ đinh ghim, chứ nó không xuất huyết thành vệt như này, thành đám như này. Đấy, ILT là xuất huyết là lấm chấm đỏ đinh ghim bác nhá. Đó, các bác cần phân biệt mấy cái dạng xuất huyết ở trên khí quản đều gây hô hấp ở gà. Và với cái thể hô hấp này chúng ta chỉ cần làm lại vaccine cái là gà hôm sau là sẽ đỡ hen ngay lập tức. Và với phòng bệnh cái bệnh này như nào thì cái lịch vaccine nó tùy từng vùng, thì các bác sẽ áp dụng từ 3 đến 5 ngày tuổi. Các bác sẽ chọn một ngày các bác nhỏ vaccine là DIB cho tôi, mắt là DIB, và lần thứ hai lặp lại vào lúc 16 ngày tuổi. Và vào lúc các bác cần nhắc lại vào tiêm vaccine sống hoặc vaccine nhũ dầu vào lúc 45 hoặc 55 ngày tuổi thì dễ từng vùng. Đấy, có những nơi như tôi thấy ở Bắc Giang hay Vĩnh Phúc thậm chí là lúc 35 ngày tuổi. Đấy, do dịch tễ từng vùng các bác từ các bác theo cái dịch tễ của mình các bác làm sớm hay muộn là do dịch tễ của vùng. Đấy. Và khi xử lý bệnh nổ ra ấy, thì các bác cần lưu ý tôi này, bệnh này bệnh do virus đó, và nó sốt, nó có sốt sốt cao thì các bác cần lưu ý sốt cao thì cần phải hạ sốt. Thì hạ sốt như nào? Lưu ý tôi là có hai dạng hạ sốt như này các bác sẽ gặp, đó là para và FGAN-AC hay còn gọi là aspirin C đấy. Thì khi gan thận khỏe, gà khỏe thì các bác có thể dùng cái para, các bác hạ sốt cho gà được. Đấy. Và para nó tác dụng trong vòng 4 đến 6 tiếng. Hoặc các bác có dùng FGAN trong trường hợp mà gan thận nó yếu hơn hạn thì các bác có thể dùng FGAN, vì FGAN nó không hại gan thận, nó không ảnh hưởng đến gan thận. Kể cả gan thận yếu dùng FGAN vẫn an toàn. Đó. Thì cái FGAN nó sẽ được bào chế dưới dạng sủi, và thường các bệnh về virus ấy thì chúng tôi sẽ hay khuyến cáo dùng cái FGAN này, nó sẽ cắt sốt nhanh hơn, giúp con gà tỉnh táo nhanh hơn đó. Và với bệnh về virus ấy, thì không có thuốc đặc trị, làm sao chúng ta càng rút ngắn cái thời gian điều trị xử lý càng nhanh càng tốt, đúng không? Giảm cái tỷ lệ hao hụt cho con gà chúng ta. Thì thông thường thì với bệnh về virus mà sốt ấy, chúng tôi hay khuyến cáo sử dụng cái FGAN AC này với liều là 100 gram cho 1,5 tấn thể trọng. Đấy, khi gà sốt cao. Và khi lúc nào gà sốt cao thì các bác biết là nhận biết là cách gà sốt cao hay hay sốt nhẹ thì bác cầm một chân con gà. Nếu chân con gà nó là lạnh toát thì tức là gà đang sốt rất là cao. Còn nếu chân con gà vẫn còn ấm mà nó cù dù thì tức là nó sốt nhẹ thôi. Đấy. Thì các bác có thể lựa chọn các dòng họ sốt sau. Thì thông thường, đấy, tôi nhắc lại thông thường với bệnh về virus gà sốt cao, chúng tôi hay khuyến cáo sử dụng cái sản phẩm Fegan AC này, an toàn cho gan thận. Đấy, dạng cốm sủi giúp con gà tỉnh táo nhanh, cắt sốt nhanh và tỉnh nhanh. Và một cái lựa chọn nữa là chúng tôi sẽ sau khi làm vaccine rồi, đúng không? Chúng ta làm lại vaccine rồi. Đấy, chúng ta làm lại vaccine liều gấp đôi các bác nhé. Có thể cho uống hoặc là tiêm. Đấy, tùy các bác lựa chọn. Nếu mà đàn gà nó mà quá sập rồi, chúng ta sẽ lựa chọn phát đồ uống. Phát đồ uống này nó sẽ chuyển biến chậm hơn. Đấy. Chuyển biến chậm hơn so với các phát đồ tiêm. Phát đồ tiêm thì có thể là ngày hôm sau các bác có thể thấy gà nó ổn định ngay.
Nhưng mà khi mà phác đồ tiêm mà nếu con sơn nó hay ghép những cái bệnh khác nữa đấy, mà chúng ta sử dụng phác đồ tiêm thì nó có thể gà chết, nó sẽ có tỷ lệ hao gà đấy. Thì các bác phải chọn phác đồ uống uống đấy, thì sẽ có những vaccine dạng tiêm đấy, và có những vaccine dạng uống được đấy, thì các bác có thể lựa chọn đấy. Các bác nếu cần tư vấn vaccine sử dụng trong trường hợp là đàn gà mình đang bị rồi thì có thể là liên hệ trực tiếp với tôi tư vấn cho cái vaccine để các bác xử lý. Và số điện thoại tôi là 0972 996 882. Các bác lưu ý là với thể hô hấp ở gà ấy, thì khi các bác cho uống vaccine hoặc tiêm vaccine thì ngày hôm sau nó sẽ đỡ hen ngay lập tức đó. Và sau khi làm vaccine rồi thì chúng ta cho uống hạ sốt chưa, uống hạ sốt, và đồng thời chúng ta nên cho uống cái kháng virus đấy. Thì giới thiệu các bác là cái sản phẩm là virus đây, chính là sản phẩm kháng virus chuyên để xử lý các bệnh về virus đấy. Ví dụ như bệnh Newcastle ở gà hoặc bệnh Gumoro ở gà thì chúng tôi sử dụng cái kháng virus này. Nó chính là có bên trong đấy, sản phẩm nó có cái kháng thể IgE, kháng thể đa dòng IgE, nó sẽ tác dụng là vô hiệu hóa cái virus đó, không cho virus nhân lên nữa đấy. Và bên trong nó có beta glucan giúp cho con gà miễn dịch, con gà khỏe lên. Khi miễn dịch con gà khỏe lên thì đồng nghĩa với cơ thể con gà sẽ phục hồi trở lại đấy. Đồng thời đặc biệt trong này có một thành phần kháng virus rất là đặc biệt, đó là lysozyme. Đây là một thành phần kháng virus rất là cao cấp đó, nó sẽ có tác dụng là phá hủy màng tế bào virus đó. IgE sẽ phong bế toàn bộ các giác giác bám của virus, và cái này nó phá hủy toàn bộ màng tế bào với những virus của màng tế bào đấy, và nó sẽ làm cho con gà chúng ta sẽ hồi phục rất là nhanh đó. Xử lý bệnh về virus thì chúng ta nhớ cho tôi là ngoài đưa vaccine vào dập dịch nếu gấp đôi thì chúng ta cần phải hạ sốt đấy, cho gà, và cần phải đưa kháng virus vào để giúp con gà hồi phục nhanh trở lại. Sau đó nó có ghép bệnh gì về vi khuẩn, ghép mấy cả E. coli hay là ghép mấy hen CD hay vân vân, thì lúc đấy chúng ta mới bắt đầu đưa kháng sinh vào chúng ta điều trị. Và trên đây là toàn bộ những cái gì tôi chia sẻ với các bác về cái bệnh Newcastle ở gà, cách nhận biết với bệnh Newcastle ở thể hô hấp so với bệnh IB hay là CD hay IDT, hay là thể đường tiêu hóa là phân biệt với cái cầu trùng manh tràng hay là viêm ruột tử đấy. Thì qua cái video này hy vọng các bác là sẽ chúng ta khi chúng ta chăn nuôi, chúng ta mà có chẳng may đàn gà chúng ta có gặp cái bệnh Newcastle này thì chúng ta có thể là tự chẩn đoán được là bệnh này là có phải Newcastle không, hay là viêm ruột hoại tử, hay là cầu trùng, đúng không, để chúng ta đưa cái phác đồ vào nó chuẩn nhất, không làm cái thiệt hại cái đàn gà chúng ta về số lượng đầu con, nó không bị mất, đúng không. Và nếu các bác thấy cái video này hữu ích, hãy chia sẻ cho những người bạn của mình, và đừng quên ấn cái nút chuông ở dưới màn hình đấy ạ, ấn nút chuông để đăng ký kênh YouTube công ty Hà Thành. Thì sau mỗi lần chúng tôi đăng cái video lên thì các bác sẽ được nhận được ngay cái video mới, bệnh mới ngay trên màn hình điện thoại của các bác. Và xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.